Dạ, con Năm Đô nè bác. Con có một tin rất quan trọng, muốn bác cho bác biết. Gì vậy con? Con có gì mà khó nói vậy? Con sợ tin này khiến cho bác đau, con sợ bác không chịu đựng nổi. Con cứ nói, đừng để bác sốt ruột. Nhưng bác phải bình tĩnh nha bác. Ừ, con nói đi. Thưa bác, bà Dân, má của Út Nhỏ, tức là vợ cũ của bác, đã trở về. Rồi sao? Thưa bác, người đã khiến bà từ bỏ bác chính là ba của thằng Việt. Cái gì? Ba của thằng Việt à? Dạ. Đúng vậy đó bác. Alo. Alo. Bác có sao không bác? Dạ, dạ, rất chính xác. Bác ơi, con xin bác một điều. Điều gì? Bác đừng cho nhỏ biết là con nói chuyện với bác chuyện vừa rồi nha bác. Ừ, bác cảm ơn con. Dạ, con cảm ơn bác. Yeah. Hồn, sao giờ này Tía chưa ngủ nữa? Con đưa Tía vô trong ngủ nghe. Có chuyện gì vậy Tía? Quỳ xuống. Tại sao con giấu Tía? Thưa Tía, con không hiểu. Con không hiểu à? Má con, cái người đàn bà chẳng ra gì đó đã trở về, và người đã khiến bà từ bỏ gia đình này chính là ba của thằng Việt. Tía nói sao? Không thể, không thể có chuyện đó được. Đó là sự thật. Con biết Tía đã từng sống trong đau đớn như thế nào, và bây giờ khi biết tin này, lòng Tía quặn thắt. Thật sự là con không hề biết chuyện đó. Nhưng thưa Tía, làm sao Tía biết chắc như vậy? Tía biết chắc, chắc chắn Tía cấm con không được quan hệ với thằng Việt nữa. Kìa Tía, ba của thằng Việt đã lấy mất của gia đình này một người phụ nữ, vậy thì Tía sẽ không sống nổi nếu Tía để mất cô vào tay nó. Tía ơi, con xin Tía. Không xin xỏ gì hết. Tía cấm, rõ chưa? Chị và anh Việt cứ vậy sao? Em không có ý tò mò, nhưng em cứ tự hỏi, chị có cảm tình với Nam Đô từ khi nào vậy? Mà anh Việt đã làm gì để chị nó đối xử như vậy? Đừng hỏi chị những chuyện đó nữa, đầu óc chị đang muốn nổ tung lên anh à. Đi đâu vậy Việt? Tao tính qua nhà Út Nhỏ. Chi vậy? Có phải mày tính nói cho Út Nhỏ biết chuyện đó? Ừ. Có nên không Quân? Tao không biết. Đây là việc quá nhạy cảm, mày nên thận trọng. Mày nghĩ Út Nhỏ sẽ đón nhận tin này ra sao? Tao không biết. Có lẽ sẽ rất sốc. Trước sau gì Út Nhỏ cũng phải biết. Vậy nên tao sẽ nói sớm, chứ nếu không thì tao bứt rứt không chịu nổi. Tùy mày tính.
Anh Việt, anh đừng có tới đây. Anh có chuyện muốn nói, rất quan trọng. Ở đây tôi thấy không tiện, mình đi chỗ khác đi. Những gì anh vừa nói em đã biết. Sao? Sao anh không nói sớm cho em hay? Anh kỳ quặc và khó hiểu hơn em tưởng. Nhưng từ đâu mà ông nhỏ biết? Từ tía em. Làm sao tía em có thể biết? Mà từ bao giờ? Mới đây. Em không hiểu tại sao tía em lại biết. Lạ thiệt á. Thật không thể hiểu nổi. Anh thấy vô lý thiệt. Chuyện đó tính sao? Điều quan trọng là em quá bất ngờ với chuyện này. Anh cũng vậy. Có phải anh đã biết chuyện má em và ba anh? Biết từ lâu rồi. Sao em nói vậy? Anh chỉ mới biết thôi mà. Anh nghĩ chúng ta không nên tranh cãi về chuyện đó. Để tập trung đối đầu với những khó khăn trước mắt. Không được đâu. Em sợ là chúng ta không thể. Tại sao? Anh không hiểu hết tía em đâu. Đây là nỗi đau lớn nhất của cuộc đời tía. Nhưng rồi tía em sẽ hiểu. Sẽ bỏ qua. Nói thiệt, em chẳng có chút hy vọng nào. Em chỉ sợ rằng sau tất cả những chuyện này, chúng ta lại càng đau khổ. Phải, phải, đúng vậy. Dạ, dạ. Cái bình đó là thế kỷ thứ 12 đó cha. Thôi, tôi có việc rồi. Bữa nay sao thấy mặt cậu không vui? Ưu tư bao giờ cũng là mầm ươm của sáng tạo đó nghe. Chú chưa về Sài Gòn à? Chuẩn bị đây. Đã bao giờ nghe cái tên Phan Hoài chưa? Hình như cháu đã đọc thấy trên tạp chí mỹ thuật. Chính xác, cách đây 2 năm chưa có ai biết tên cậu ta. Cho tới khi tôi thấy cậu ta ngồi ăn ổ bánh mì có 1.500 đồng. Còn bây giờ tranh của cậu ta có giá 1.500 USD. USD là cái chi rước? Là đô la Mỹ, chừng 20 mấy triệu tiền Minh. Wow. Bây giờ em còn nói ổng Tưng nữa không? Không, người Tưng là anh ba của em kìa. Chú Việt sẽ dục sáng, sẽ chói lòa. Nhưng mà nhiều khi con không lấp ló gì hết. Nhưng mà không sao. Cái bán được tranh á là tôi có tiền. Không bán được tranh là tôi trả tranh. Tôi chỉ hưởng phần trăm thôi. Sao chú Việt nghĩ sao? Anh Mo. Chú lấy đi. Quá tuyệt, quá tuyệt. Qua tin chắc là chú sẽ không bao giờ quên được giây phút này. Một quyết định lớn. Cho một bước ngoặt lớn. Biết nói làm sao giờ. Những đường cỏ y hệt như một chuyên gia đang trượt băng trong trạng thái say xỉn. Dạ, yeah, quá tuyệt, quá tuyệt. Chú có muốn lấy thêm bước này không? Một tác phẩm riêng tư, hết sức riêng tư. Dạ, yeah. Nhưng mà qua không tin là chú Việt muốn bán nó. Chừng nào chắc qua mới lấy à? Dạ chắc. Chắc không muốn giữ nữa. Tốt, tốt. Chú cầm đi. Gọi đi chú. Chú Việt. Anh Bo. Chú, để con cầm giùm cho. Cầm đi làm tin. Dạ. Cầm cho anh con ha. Dạ. Dạ cảm ơn chú. Chú đi mình giỏi nghe. Cảm ơn các bạn trẻ sẽ có tin vui. Rồi tiến thẳng về Sài Gòn luôn chú em. Dạ. Nhiêu đây là khỏe rồi. Dạ dạ. Em cắt giùm anh Ba nghe. Ừ. Đào lỗ thiệt sâu mà chú. Anh Quân chọc em. Chọc gì đâu. Con Ánh khoan ăn đồ biển lắm phải không? Dạ. Từ lúc tới đây chưa được ăn cho đã phải không? Dạ chưa. Vậy thì chuẩn bị đi ăn đồ biển. Cái gì? Hết chừng đi luôn hả? Cho em ăn một bữa chết luôn. Chị đem vô những thứ em thích. Nếu muốn thêm gì thì em cứ nói. Chị rất mừng là em đã bỏ được heroin. Ý của chị là
Nếu có ý chí thì cái gì cũng vượt qua được. Chị làm rồi. Ở đây kiếm đâu ra thường xuyên thứ đó mà không bỏ. Chị chẳng hiểu gì vì cái văn hóa tù tội. Vậy nên tốt nhất chị đừng nói gì nữa. Nghĩa vẫn còn giận chị, khinh miệt chị. Chị đã làm gì đem phải đối xử như vậy? Bây giờ chỉ còn có hai chị em, mình phải yêu thương nhau chứ. Bao giờ chị và anh bạn đó lấy nhau? Ai? Chị có nhiều bạn trai lắm à? Chị chưa tính tới chuyện đó. Nghe chẳng tự tin chút nào. Lấy đi, lấy đi, anh ta làm chủ cái gia sản đó. Sao em nói vậy? Chỉ có chị là quá tinh khôi để có thể hiểu được tâm can của người đời. Nếu chị là một giáo viên nghèo, anh ta sẽ chẳng bao giờ để mắt tới chị. Bà đã lầm chị. Bằng việc chị lấy anh ta, chị sẽ làm tiêu tan cái gia sản đó còn nhanh hơn cả em nữa. Nghĩa, em biết gì về anh Hoàng mà chị có nói là lấy anh ta đâu. Em có biết chị rất mệt mỏi với chuyện tiền bạc gia sản. Chị mệt mỏi ngay cả trên cái ghế chủ tịch đô tết. Hết giờ thăm nuôi, chị về đi. Khoan đã. Chị muốn nói gì? Thôi em vô đi. Nghĩa sao rồi em? Vẫn vậy. Nó vẫn coi em như một thứ kẻ cướp. Quyên đừng bận tâm. Uống đi chứ để đá tan hết. Quyên vẫn chưa tha thứ cho anh. Anh phải làm sao để Quyên tin cậy. Anh rất vui khi được ngồi bên Quyên. Và anh cũng rất buồn vì gần nhau mà vẫn cách xa dời dợi. Anh ước gì Quyên vẫn là một cô giáo như ngày trước. Một cô giáo chỉ biết ngày hai buổi đến trường, không cần phải lo lắng, suy nghĩ như bây giờ. Alo. Tôi hiểu, tôi hiểu. Được, được. Em phải về công ty đã. Tình hình đối tác đang ngày càng tồi tệ. Trên số cổ phiếu trừ ra, tỷ lệ 73 là hợp lý trong đại. Các ông hoàn toàn xứng đáng. Ông phó chủ tịch tập đoàn đối tác, thời cũng đã tới. Đó là nhờ sự giúp đỡ của các ông. Nếu còn ông Đỗ Phúc, chúng tôi không dám mạo hiểm như vậy. Các ông yên tâm, con Quyên cũng như con chim non mới ra ràng. Chúc ông thành công. Cảm ơn. Cần phải làm rõ tại sao giá trị cổ phiếu của Đô Tết liên tục sụt giảm. Cơn lốc tài chính đang âm ỉ và có dấu hiệu bùng phát mạnh mẽ. Thứ hai, đang có tin đồn EU sẽ hạn chế quota từ Việt Nam. Không đúng, không có khủng hoảng tài chính. Chỉ có những dao động nhất thời trước đồng USD yếu dần đi. Còn nếu tin đồn hạn chế quota trở thành hiện thực thì cũng ít ảnh hưởng tới chúng ta. Bởi EU không phải là thị trường sống còn của Đô Tết. Tất cả các biện pháp đã được thực hiện mà vẫn không cứu vãn được. Dường như các cổ đông chỉ nghĩ đến chuyện bán ra cổ phiếu. Từ những biến động nhỏ, người ta đã lợi dụng thổi phồng thành nghiêm trọng. Một số cổ đông lo sợ nên bán tháo cổ phiếu. Phải có ai đó đứng sau những chuyện này chứ. Tôi đã tìm hiểu nên biết chắc đó là ông Đại. Không lẽ nào ông Đại là phó chủ tịch Đô Tết, ông ta không thể tự hại mình? Ngược lại, ông Đại đang ngấm ngầm làm một cuộc lật đổ cô. Ông ta đang liên kết với một nhà tài phiệt đầy thế lực. Hiện ông Đại đã bán ra khoảng 20% cổ phần của mình, gây ra một cuộc khủng hoảng dây chuyền. Thực chất số cổ phiếu đó rơi vào tay nhà tài phiệt kia. Chỉ trong vòng 5 ngày, giá cổ phiếu đã thuộc mất 26.000. Tới lúc thích hợp, họ sẽ cho tiến hành thu gom. Liệu tôi có nên bán bớt cổ phần không? Tôi cũng đã nghĩ đến biện pháp đó. Nếu bán ra 1 triệu cổ phiếu, giá sẽ chao đảo mạnh và họ sẽ bị bất ngờ. Tôi chỉ e rằng chúng sẽ rơi vào tay họ. Tôi có quan hệ tốt với một số nhà đầu tư chứng khoán. Họ đã khao khát cổ phiếu của Đô Tết. Như vậy, chúng ta có dịp ra tay trước ông Đại vào lúc mà ông ta cứ đinh ninh rằng cổ phiếu sẽ còn tiếp tục giảm giá. Tới lúc đó lấy gì để bảo đảm những nhà đầu tư kia sẽ bán lại cho chúng ta? Tới lúc đó họ sẽ không còn chịu nổi được nữa và buộc phải dội ra vì lỗ quá đậm. Tôi rành họ mà. Tôi vẫn hơi băn khoăn, sợ rằng sẽ không kiểm soát nổi tình hình. Phải mạo hiểm một chút. Chỉ có cách đó thì mới chống chọi được với ông Đại. Tôi đã quyết tâm chơi thằng đó, nhưng rốt cuộc lại bỏ chạy. Nè, có phải mình tôi sợ nó đâu. Thằng đó dữ dằn lắm, nó có biệt danh là bò mộng mà. Vậy mà cũng đòi yêu. Không ngờ anh Thành cũng có mộng người hùng. Khi còn học cấp 3,
Đứa con trai nào cũng muốn trở thành người hùng trong mắt các cô gái. Nếu lần đó tôi lì đòn chơi tới thì có lẽ cô ta đã yêu tôi rồi. Tiếc lắm hả? Ừ. Vậy sao còn đòi yêu tôi? Tiếc cô ta là một chuyện, còn yêu hạnh là chuyện khác. Tiến sĩ Fisher thường nói cần phải biết tiếc nuối để cuộc sống trở nên thi vị hơn. Vậy thì anh sẽ còn phải tiếc nuối dài dài, bởi anh không hợp gu của tôi. Những anh bồ cũ của tôi đều rất hoang dã, bản lĩnh và lịch lãm, không giống anh chút nào. Không sao. Không sao là sao? Qua khảo sát của nhóm chúng tôi, 72% cho rằng những người yêu của họ về cơ bản là không giống nhau. Hay quá. Có nghĩa nhỏ Hạnh sẽ thay đổi khẩu vị, sẽ yêu một người nhanh. Đúng vậy, có thể lắm chứ. Như tôi, trước đây tôi không bao giờ nghĩ sẽ yêu một người như Hạnh. Cái gì? Tôi làm sao? Cô khác hoàn toàn so với mối tình đầu của tôi. Cô nữ sinh mà tôi đã kể đó, rất hiền dịu và mong manh. Vậy với tôi thì sao? Bộ giống bà Trần Lỗ lắm hả? Tôi không có ý đó. Cứ hở ra là nhắc tới con nhỏ nữ sinh trung học đó. Mà đàn ông các người á thì ai cũng như ai, toàn là đi tôn thờ, nào là tóc dài, dịu hiền, e ấp, mong manh, rồi thì là mắt mơ huyền, nghe mà phát bệnh. Nè Hạnh, khoan đã. Tôi đã làm gì sai à? Anh nên tế nhị hơn. Tôi chân thành mà. Không ngờ buổi chia tay để tôi lên Sài Gòn lại ảm đạm như vậy. Giờ đây em mới hiểu thêm rằng trong cái vẻ bình lặng của cuộc sống luôn chứa chất những hạt mầm giông bão. Và kỳ lạ ở chỗ, em lại là người sau cùng nhận ra khi cơn bão đã đổ ập xuống đầu. Làm sao anh biết tía em nổi giận? Anh nghe nói anh luôn quan tâm tới những gì liên quan đến em. Tía hầu như chỉ quanh quẩn trong nhà, phải có ai đó nói thì tía mới biết chứ. Anh có nghĩ vậy không? Có lẽ những điều đó không quan trọng, bởi vì trước sau gì tía em cũng biết mà. Nín đi, em khóc là anh nao cả lòng. Bao nhiêu năm qua em đã sống mà không có má. Ba đã bỏ đi từ khi em còn nhỏ xíu. Và bây giờ ba trở về và khiến mọi thứ rối tung lên. Từ đấy lòng anh muốn nói rằng em và Diệp không bao giờ tiến xa hơn được. Tí em không đồng ý, và chắc chắn cũng không bao giờ thay đổi. Còn rượu ông Năm đâu? Nè, cũng nhỏ đừng uống, hết rồi. Đưa em. Nhỏ. Út nhỏ, đừng tự hành hạ mình nữa. Mọi đau khổ rồi sẽ qua đi. Tại sao bên cạnh em không phải là anh, người có thể đem đến cho em nhiều thật nhiều niềm vui? Em xin anh đừng nói gì trong lúc này. Sự im lặng của anh sẽ khiến em cảm thấy được chia sẻ nhiều hơn. Út nhỏ, đưa chai cho anh. Có lẽ anh phải đi kiếm bác Bảy. Chi đó anh Ba? Anh cần gặp bác Bảy để biết rõ thật hư. Nhưng anh em mình đã đi kiếm mấy lần rồi mà không được. Có ai biết bác Bảy ở mô mà kiếm? Kệ, cứ làm một lần thử coi sao.
Lại là cậu à? Muốn hỏi gì về ông Bảy hay là chuyện gì khác? Thú thiệt là tôi không biết kiếm ông ở đâu. Tôi nói rồi, từ khi xưởng đóng ghe tàu của ông Bảy cháy ngay tại đây, ông bán mảnh đất này lại cho tôi, gom gia đình đi biệt tích. Nghe đâu đi xa lắm á. Liệu tôi có thể hỏi ai để biết? Chịu, chịu chết. Nè cậu, cậu là gì của bác Bảy? Dạ cháu ruột. Muốn kiếm bác Bảy á, hỏi thằng Tám, mai ra nó biết. Trước đây nó là thợ của bác Bảy. Bây giờ anh Tám anh đang ở đâu? Cậu qua sớm đóng xuồng bên ấp Tây Hạ, nghe đâu đang làm ở bển á. Cảm ơn anh, tôi đi nha. Ừ. Bảy giết hả? Dạ. Chào bác Bảy. Dạ. Sao kiếm được bác hay vậy? Từ lúc tới vùng này con đã mấy lần đi tìm hai bác, lần này mới được đó chứ. Ừ. Bác gái mày kìa. Bà ơi bà, giết nè. Trời đất ơi, cứng cáp quá chừng à. Giống y như cha mày vậy. Con ở đâu tới đây? Dạ thị xã Phú Mỹ. Trời đất ơi, đây đó mà không biết. Cái gì mà trầm ngâm vậy Diệp? Con muốn hỏi chuyện của ba con và bà Dân, vợ cũ của ba rằng ba con đã từng làm trong xưởng của bác. Vậy nên chắc bác biết chắc thật hư. Cái gì? Anh nhắc lại tôi nghe bao nhiêu? 200 ngàn. Và cùng lắm chỉ có thể vét thêm vài chục ngàn nữa. Chỉ gom được chừng đó trong số hàng triệu cổ phiếu. Còn các nhà đầu tư kia thì sao? Không rõ bán cho ai, nhưng chúng ta đã chậm chân hơn so với ông Đại và nhà tài phiệt kia. Tôi không hiểu. Thực sự tôi không hiểu chuyện quái gì đã xảy ra nữa. Tình hình nghiêm trọng hả chị? Thua, thua trắng rồi. Rồi bây giờ chị tính sao? Coi đi. Ông Đại, chúng ta đã thỏa thuận 10.000 cổ phiếu chứ không phải tờ ngân phiếu này. Hoàn toàn tương đương. Tôi không nghĩ vậy. Anh nghĩ chúng tôi sẽ trao cổ phiếu và giữ anh lại ở vị trí trợ lý chủ tịch à? Các ông không thể đối xử với tôi như vậy. Cầm ngân phiếu và ra khỏi đô tách. Thưa quý vị, cô Đỗ Kim Nguyên hiện chỉ còn nắm giữ 34% cổ phần. Và như vậy, ông Quách Đình Đại với 42% cổ phần hiện có sẽ trở thành tân chủ tịch hội đồng quản trị. Xin cảm ơn sự tín nhiệm của quý vị. Xin hứa với quý vị, kể từ hôm nay tôi sẽ cố gắng đưa đô tách trở lại con đường phát triển. Tại sao bao nhiêu năm qua gia đình bác gần như biệt tâm biệt tích? Từ lúc xưởng cháy trắng tay, gia đình bác dạt về đây chẳng muốn gặp ai nữa. Tại sao xưởng lại cháy? Thì do ba Răng đốt. Làm gì có chuyện đó? Có, bác mới nói chứ. Thôi bà, vô hút cháo ra đây. Đi đi, vô con. Dạ. Kể cho con nghe chuyện gì để xảy ra, bác đừng giấu con. Bác Bảy, như con biết đó, cũng vì ba con lấy mất bà Dân cho nên ba Rằng đâm ra thâm thù cái xưởng của bác.
Hồi đó xưởng bác rất thịnh, chỉ sau xưởng ba Rằng. Ông cho người dèm pha và giật khách ngay trước mặt bác. Kỳ vậy? Thấy chẳng làm gì được bác, ba Rằng bèn cho người đốt xưởng. Nửa đêm cả gia đình bác thức giấc, bàng hoàng nhìn ngọn lửa mà tưởng như cơn ác mộng. Ăn cháo đi con. Nè, con coi có cách gì giúp bác lấy lại công bằng. Vậy chứ hồi đó công an không có điều tra gì à? Cũng có, nhưng họ kết luận không đủ bằng chứng buộc tội. Ba Rằng nó có quy lắm, tới nỗi vùng đó người ta coi ổng như một biểu tượng của miền Tây vậy. Ông lại chơi thân với chính quyền, mình sức đâu mà thắng. Ngặt nổi mấy đứa con của bác chỉ là thầy thợ mần ruộng, có biết gì tới luật pháp đâu. Thôi bà ơi, chuyện cũ bỏ qua, phiền tới việc làm gì. Ông thì lúc nào cũng như cục đất á, có đầu óc tính toán cũng như không à. Từ lúc cháy xưởng á, ổng lúc nào cũng chìm trong hũ rượu. Xong có khúc ngực lúc uống con. Nghe Việt, con chữ nghĩa nhiều, giúp bác chuyện ba Rằng đi con nha. Hay là con không tin hai bác? Con tin hai bác, nhưng con không tin ba Rằng lại làm chuyện đó. Thì bao nhiêu nhân chứng còn sờ sờ ra đó, nếu cần bác dắt đi gặp. Thôi dẹp chuyện đó đi, tiếc chi mà. Sao không tiếc? Ông cứ để tôi. Mỗi lần nhớ tới xưởng cháy là ruột gan bác lại sôi lên sùng sục. Đang kia không lại trở nên khánh kiệt, mà có phải lỗi của mình đâu. Anh tới đây căn dặn chuyện em đi cùng Nam Đô chứ gì? Anh không muốn căn dặn, nhưng thật sự là anh quá hoang mang. Quá nhiều chuyện đã xảy ra, mỗi khi anh nghĩ mình sắp vượt qua chuyện này thì chuyện khác lại ập đến. Anh bức xúc, hoang mang và rối như tơ vò. Em không hiểu sao em cứ làm cho anh khổ. Em ước gì đừng bao giờ có cái lần gặp đầu tiên đó, lần anh nhảy xuống nước cứu em. Em đừng nói vậy. Giờ đây khi chợt nghĩ tới chuyện sẽ vĩnh viễn mất em thì anh không sao chịu nổi. Út nhỏ, anh nghĩ đã đến lúc chúng ta phải dẹp bỏ hết những mắc mối còn sót lại. Em có đồng ý không? Út nhỏ. Hãy quên hết đi, để làm lại từ đầu. Anh Việt về đi. Sao vậy? Em không thể. Tại sao? Cậu về đi. Cậu là ai? Cậu từ đâu tới? Cậu bước chân vào căn nhà để làm gì? Cậu bước đi. Thưa bác, cha cậu bây giờ đến lượt cậu. Thế gian này chật hẹp đến như vậy sao? Tía ơi, tía bình tĩnh đi tía, con xin tía. Cậu còn ngồi đó làm gì? Thưa bác, con có lỗi gì? Nếu như ba con đã làm tổn thương tới bác thì con sẽ lãnh nhận hết. Cậu còn quá nhỏ để có thể hiểu tôi. Út nhỏ còn quá trong trắng và tinh khôi để yêu một kẻ lang bạc như cậu. Cậu cút đi. Hãy nói em yêu anh. Em không thể rời xa anh đi Út nhỏ. Tôi nói cút đi. Sao tía lại xử sự như vậy? Tía có còn nghĩ tới con và chia sẻ với con chút nào không? Con chỉ hiểu một phần nỗi đau của tía, nhưng con có thể nói anh Việt không đáng để bị tía xúc phạm như vậy. Nín đi Út nhỏ, nín đi.
Thôi chị hai ơi, làm sao có thể kéo anh Việt trở lại, làm sao có thể xoa dịu những nỗi đau mà Tía đã gây ra cho anh. Chị hiểu, nhưng những tổn thương của Tía thì sao? Tía quá tốt, quá phóng khoáng rộng lượng, nhưng trong chuyện này Tía không bao giờ chấp nhận. Tía đã từng rất thương em, vậy mà bây giờ, bây giờ Tía cũng vẫn rất thương em, nhưng sẽ là quá sức nếu bắt Tía phải vượt qua, phải dẹp bỏ nỗi đau đó. Hãy thông cảm cho điểm yếu duy nhất này của Tía. Chị nói nghe dễ quá, chị đâu có phải gánh chịu những hậu quả như em. Có lẽ rồi Tía sẽ thay đổi. Nhưng tới bao giờ? Liệu tới khi đó tụi em có còn ở bên nhau? Tại sao? Đã có nhiều sóng gió, một người như anh Việt khi bị tổn thương, hoặc là anh sẽ cố vùi sâu chôn chặt, hoặc là anh sẽ bùng nổ. Lần này em có cảm giác sẽ là một cơn bão. Đang tính tiệm bạn nhậu thì con tới, lại còn rủ thêm đậu nữa chứ. Bác có canh bào đá 5 lít, chờ chút xíu bác làm xong bây giờ hen. Dạ. Hai bác đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng cái gì Việt? Khởi kiện ba Rằng. Có thiệt không con? Dạ thiệt. Thiệt hả? Ráng giúp hai bác nghe con. Dạ. Thưa hai bác, đây là luật sư Tùng. Luật sư hả? Dạ. Chàng ơi tốt quá. Nè, lần này là phải chiến thắng nha. Dạ. Chứ đừng để chìm xuồng như lần trước nghe mấy con. Làm sao có thể xảy ra cái chuyện điên khùng này được? Thì không thể nào hiểu nổi. Vụ này đã trôi qua, cứ tưởng là êm rồi, bây giờ lại xới lên. Mà để coi, rồi họ làm được cái gì? Còn lâu mới đụng tới được cái sợi lông chân của Tía. Anh ba không việc gì phải ngán, mình cây ngay chẳng sợ chết đứng. Khi họ khởi kiện trở lại, chắc chắn họ không để như lần trước. Chị tội nghiệp Tía, già yếu mà phải lưu tới hầu hạ pháp luật. Mà đau nhất là thằng Việt, nó cầm đầu cái vụ này. Bộ nó điên rồi sao? Thằng Việt nó nghĩ sao mà lại làm vậy hả Út nhỏ? Anh Việt, anh có cần phải hành động như vậy không? Đây là một vụ kiện phi lý, vô căn cứ và hoàn toàn vô khống. Dạ, anh dùng gì ạ? Cảm ơn. Kết quả cuối cùng sẽ là câu trả lời. Anh Việt, em mong anh hãy suy nghĩ lại. Dù gì, anh cũng đã từng làm việc ở xưởng của ba Rằng. Dù gì, giữa hai chúng ta cũng đã từng có những tháng ngày tốt đẹp. Em nhắc tới những chuyện cũ làm gì? Em rất đau khi tình yêu giữa anh và em đã chấm dứt. Nhưng không nên chấm dứt nó theo kiểu này. Không nên chấm dứt trong thù hận. Phải, anh đang hành động vì thù hận. Anh chỉ là người đi tìm sự thật. Sự thật phải được phơi bày. Nhưng Tía em đang đau yếu. Tía em là người đường hoàng, và ông không đáng phải đối mặt với một cuộc sống nặng nề. Anh hại Tía em chỉ vậy muốn nhìn thấy đứa con gái của ông phải đau đớn. Vậy còn gia đình bác anh thì sao? Họ đã mất trắng mọi thứ, phải sống trong nghèo khổ uất ức suốt bao nhiêu năm qua, và buộc phải đánh mất niềm tin vào con người và cuộc sống. Chỉ khi đòi lại được công lý,
họ mới có thể giải tỏa và thanh thản thụ hưởng tuổi già còn lại. Anh đã từng được chứng kiến lễ khai tâm và khai nhãn cho ghe tàu. Cũng giống như con người, ghe tàu cũng có tâm. Và chính tay anh vẫn thường vẽ đôi mắt cho ghe tàu. Đôi mắt để trừng hà bá, để gạn đục khơi trong, để nương theo dòng chảy hiền hòa. Mong rằng anh cũng nhìn thấy đúng sai, để biết đâu là con đường nên đi hay nên tránh. Tất cả những gì anh thấy là chính em cũng không hoàn toàn tin tưởng vào sự vô can của tí em. Lần trước vụ án đã khép lại mà không tìm ra thủ phạm nữa thôi. Lần trước có một số nhân chứng vì những lý do khác nhau đã không dám nói lên sự thật, nhưng bây giờ họ đã sẵn sàng. Bởi vậy lần này sẽ khác, rất khác. Phải sống trong nghèo khổ uất ức suốt bao nhiêu năm qua và buộc phải đánh mất niềm tin vào con người và cuộc sống. Ơi ơi, tránh đường ông nhỏ ơi. Bác Ba, con đã hỏi cho bác một luật sư rất giỏi, rất tiến tâm, đảm bảo oan đức cái tay luật sư trẻ của thằng Việt. Đừng lo lắng quá con. Con hiểu, nhưng luật sư Lê Khắc là chủ quen biết gia đình con. Ông đã từng giúp gia đình con thắng vụ kiện gian lận hợp đồng năm ngoái á. Ông đã sẵn sàng nhận lời giúp bác. Bác biết sao thằng Việt nó nhúng vào vụ này không? Nó thương út nhỏ, nhưng không được đáp ứng. Nó chán và bỏ làm, và bây giờ giở trò với bác. Bác cứ yên tâm, con sẽ đợi nó tới cùng. Nó không làm gì được bác đâu. Út nhỏ, tía hỏi thiệt, tụi con có tin tía không? Tụi con lúc nào cũng tin tía, bất luận có xảy ra chuyện gì. Tôi xin lỗi nhưng đó là mức giá cũ. Hình như anh chưa vô lại trang web của công ty. Mức giá hiện nay đã tăng thêm 40.000 một mét vuông. Dạ, cảm ơn anh. Nếu bên Tân Tạo Fest bản báo giá qua thì báo cho tôi biết liền nha. Dạ. Anh đã bỏ rơi tôi mà không một lần nhận điện thoại, không một lời nói, dù chỉ là một lời từ biệt. Anh không chịu nổi tính tình của em. Em lúc nào cũng hành động theo ý thích của cá nhân mà không đối hoài gì đến ý kiến của người thân. Không cần phải ngụy biện như vậy. Cả tôi và anh đều hiểu rõ nguyên nhân. Thật là phù du khi tiền đã đem anh đến với tôi, và cũng chính nó khiến anh từ bỏ tôi. Là một cô gái, tôi cảm thấy bị tổn thương, đau đớn và mặc cảm vô cùng. Khi nhận ra rằng người ta yêu mình chẳng phải vì bản thân mình. Giờ đã chia tay, tôi muốn cho anh biết một sự thật. Khi nhường gia sản lại cho thằng Nghĩa, ngoài những lý do tôi đã nói, còn có một lý do khác nữa. Đó chính là vì tôi muốn thử thách anh. Anh bất ngờ và hụt hẫng lắm à. Khi đó tôi rất phân vân, tôi sợ rằng anh sẽ từ bỏ tôi. Mặt khác, tôi không ngớt hy vọng anh sẽ không làm như vậy. Khi sự thật phũ phàng bị phơi bày, tôi đau đớn lắm. Nhưng nói thật, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm nữa. Bởi vì chẳng có gì bi kịch hơn khi phải phó thác cả cuộc đời mình vào tay một kẻ như anh. Thật ra tôi cảm thấy thương hại anh. Phần tôi đau, nhưng không có gì phải hối tiếc.
Alo. Việt hả? Đúng rồi, vô đậm rồi con ơi. Xin lỗi, ai như chú Phước vậy? Phải, qua đây. Phước hành tơ đây. Nè, báo chú Việt tin vui. Số tranh của chú đã bán được gần hết rồi. Thiệt hả chú? Tất nhiên là thiệt. Họ mua của chú một lúc 6 bức tranh. Dạ được giá, hiểu chưa? Rất được giá. Dạ. Và tiễn vọng tràn đầy. Dạ. Sao, thấy xứng danh Phước hành tơ chưa? Dạ dạ, lên Sài Gòn đi. Qua đang có một kế hoạch dành cho chú. Bàn qua điện thoại không được hả chú? Sao lại không được? Ý qua là lên đây, lên ở luôn trên này nè. Chú nói sao? Lên đây, vẽ và làm giàu, ha. Ở đây không được sao chú? Ở đó không có được. Lên đây á, mình sẽ rũ bỏ hết mọi phân tâm phiền toái. Mình chỉ chú tâm vào một cái thế giới duy nhất có tên là hội họa. Em, một cái thế giới của tâm tưởng, một cái thế giới của sắc màu, của tất cả mọi thứ, ha. Bao giờ thì con lên Sài Gòn được chú? Lên liền, càng sớm càng tốt, ha. Quê, bán được tranh rồi, sắp vào rồi. Anh Ba ở ráng ít bữa là em may cho cái quần tây mới. Vậy là đẹp lắm rồi. Anh Ba thấy cái ni vô nghe. Ừ, thôi đi, có bao giờ anh xài thứ này đâu. Thì anh cứ trồng vô để lên Sài Gòn hỏi cái thường. Thằng Việt dòm á, cứ như người bị thắt cổ. Ừ, dòm kỳ quá. Chị mù á. Giận anh hả? Để lên Sài Gòn anh sẽ thắt. Rất cũng được. Để coi nè, bật chải kem đánh răng, cọ màu, quần đùi, dầu gió, thuốc cỏm, thuốc đau bụng, mùng mền, giày dép. Còn thiếu cái chi nữa ta? Còn thiếu có xô cho nó nữa. Chào em hả? Anh Ba nhớ ăn thùng mì gói đi đó nghe chưa. Ui trời, nó xài tiền đô ra vô nhà hàng sang trọng chứ ăn gì ba cái thứ này. Biết rứa, nhưng mà nhậu xỉn vô lấy ai nấu cho anh ăn? Thì lên Sài Gòn thiếu gì mì gói. Chu, chờ đó mà anh đi mua. À, để lấy cho anh một chai nước mắm thiệt là ngon. lên luôn anh hai ơi, lên luôn khi ông định trên đó, tao sẽ rước mày và con Ánh lên ở luôn. Đúng đó, anh Ba mở cho em một cái shop hay là một cái tiệm may thiệt lớn nghe. Ừ, còn thằng Quân, tao sẽ mở cho mày một xưởng điêu khắc, khỏi phải bán tượng thạch cao nữa. Mày cứ làm như tao tài năng lắm vậy, nhớ dọ bán mấy bức phù điêu đó nghe chứ. Ừ. Ok, tao cũng chở đâu. Có phải vì những chuyện đau lòng đã xảy ra giữa anh và em nên anh bỏ đi? Sao em nói là bỏ đi? Anh đang hướng tới một cuộc sống mới, một cuộc sống khác hẳn. Chẳng lẽ không một chút hoài niệm, không một chút nuối tiếc? Anh tính ở luôn trên đó hả? Có lẽ. Anh đi rồi, chắc vụ án sẽ khép lại. Nó đã bắt đầu, và nó sẽ đi đến tận cùng. Anh sẽ trở lại để chứng kiến phiên tòa, chứng kiến thủ phạm trả giá. Chắc gì đã là tí em. Sao anh cứ muốn làm em đau lòng? Anh Việt. Dù mọi việc xảy ra không như mong đợi, dù chúng ta đang ở thế đối đầu, em vẫn mong anh sẽ thành công với công việc mới. Cảm ơn. Đủ hết hàng chưa anh? Đủ hết rồi. Anh Ba nhớ ăn uống đàng hoàng nó nghe chưa? Ở lại mạnh khỏe, nhớ chăm sóc con Ánh giùm tao nha. Cái thằng còn phải dặn nữa. Sài Gòn lên luôn nha. Tao đi đây. Anh đi nha. Trời xanh mây trắng và lá hồ, bao nhánh sông dài
giấc mơ buồn xót xa. Tình tôi đã đánh rơi bên dòng sông xưa, ngày tóc xanh mây bay ngang đầu, ngày mắt môi chưa quen heo sầu, ngày ta yêu nhau một ngày chia xa mất. Về đi ông nhỏ. Với những gì cậu ta làm, em đâu có gì phải nuối tiếc. Em chỉ thấy hụt hẫng, tự nhiên có thấy hụt hẫng. Dẫu cho sóng sông trào dâng bao điều tàn, dẫu có phong ba cuồng phong. Trong cõi riêng một xuân đời, dòng sông hát, dòng sông mãi trôi, dòng sông vẫn hát dù xa ngã thì nói yêu anh đi. Nói đi út nhỏ. Dù chỉ là nói xạo. À không, dù điều đó chưa tới. Út nhỏ, cậu ta đã đi rồi. Hãy để cậu ta bước ra khỏi cuộc sống của em đi. Nhìn thấy em như vậy, anh đau lòng lắm. Ngày sóng sóng cuốn trôi cành hoa xinh đẹp người, bao tố phong ba tình người sao đáng cay. Vẫn mơ đến anh còn thuyền cũ quay về đêm vắng, nước sông sẽ mai ngàn đôi buồn trôi qua năm tháng. Dẫu cho sóng sông trào dâng bao điều tàn, dẫu có phong ba chào mừng tới Sài Gòn. Sao phải không? Đâu, lên xe đi, để tôi đưa về nhà nó. Dòng sông hát, dòng sông mãi trôi, dòng sông vẫn hát phù sa.